bông Sài Gòn. Ôi giời cho có cái bông cái. Sáng nữa bự đó, bự. mưa quá trời giờ. Ôi, ôi giời nghen bự. Là. Cái này cũng bự nè, nó dột anh nè. Dột hết Không nở ngắt chứ ngắt sao thử. Cái này hàng yếu được 4 mùa nha chú chị. Còn thân rồi. cái này là được 14 nha chú anh chị. <laughs> Co cái bông cho bằng được. Chiều Để... cao là được 58, tán ngang là được 90. Cái này vô luôn với giá. Dạ, xin chào anh chị yêu thích mấy dành đã theo dõi kênh thì kênh lê thảo hôm nay tiếp tục đến vườn mai của chị ngân xã vĩnh thành đi quay cho anh chị mình giao lưu mai trước tết này mà anh chị mình xem bông cúc thọ hương đó anh chị bên chị ngân sửa cây cây sửa xong có một số cây nở bông gió anh chị à, cúc thọ hương rất là đẹp luôn cũng còn rất là nhiều những mặt hàng này có gì anh chị mình kết bạn Zalo với chị ngân đó. để ngân quay cho anh chị mình xem tham khảo một số cây để ủng hộ cho nhà vườn anh chị Quá đẹp luôn ha cúc thường hương nó bông rất là chuẩn dài qua đây nữa ha. cái nào cũng vậy tàn toàn kính đẹp ha Má phôi ha hàng con sai không đó, rồi để em tiến hành cho tông gặp chị ngân để cho anh chìm vô luôn ha. rồi em chào chị ngân dạ em xin chào anh em xin chào tất cả quý cô chú anh chị bây giờ anh cả nước nha hôm nay em quay trên là clip á cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua ha thì vọng dạ. cô chú anh chị tiếp tục yêu thương và ủng hộ vừa em cô chú anh chị À, dạ, hôm nay em lên cây mã số 1 T nha chú anh chị. 1T. Là một cây giỏ đa phúc nha chú anh chị. Cây này ừ. ghép được 5 mùa nha chú anh chị. Lúc nụ quá trời nút nụ. Luôn. Toàn toàn kín. Vô dây chỉnh sửa tên. Cái này ghép 5 mùa hả chị? Dạ đúng rồi. rồi ghép có Em gọi nút nụ cho anh chị mình xem. Quá trời nụ. Nụ rất là đẹp nha anh chị. Cái chậu ghép trên này của nó là được 10 11 nha chú anh chị. Cốt ghép được 11 à mọc à. ở trên được 11 à. cây trực đứng nhanh vậy hoàn thân của nó là được 20 hơn 23 tính 23 nhân chị đôi dưới còn bự nữa ha bốn năm mùa Đúng. nhìn thấy phê chưa lúc nụ rất là nhiều nha chị nụ bự thiệt cao này được một mét mùa nha chị một mét một tám được một mét đá năm nha chị rồi cây mộc cây này em vô lưu ý giá là 2 triệu hai em bao ship nha chú anh chị Rồi 2 triệu 2 Rồi tiếp theo Cây này hả chị Đúng rồi Nãy giờ Xem em thấy nào. này em em Cây này siêu bông Sài Gòn Siêu bông Sài Gòn có tư quý luôn chú nắng anh chị Mưa gió nắng chịu hết nổi nè Bông quá trời có bông là Này làm gì giống mua quá trời ông mua cũng buồn gì biết mua quá trời <laughs> Rồi Cây mã số um, 2 nhưng nha chú anh chị 2T siêu bông Sài Gòn cái Này ghép bao lâu chị Ngân Cây đó ghép được 5 nè đây nờ không chứ anh chị Đây Qua tí cái bộ đấy Chút cái quý anh chị Trên này em đo nó được 43 nhiêu chứ anh chị 43 Đo xích, này. xuống thì được 49 nhiêu chứ anh chị Đó Lúc nụ thì chi chích hết ha Quá trời bộ đế Thấy <laughs> chưa chưa Xả gì Hả à. Quần đế của nó là được 108 nhiêu chứ anh chị Không rồi đế 108 mà anh chìm xem cái dòng Chìm sớm đâu đó được 23 đây, nhìn thấy cây bonsai nha. Đa chị, à, phân chị. Chiều cao được 64 nha chú anh chị. Tán ngang là được. 8 ngàn là được, uh, được 79. Ờ, à, sau. Rồi, Không. cây uh, số 2T này em vô lưu giá là 7 triệu 9, 9 em bao ship nha chú anh chị. 7 triệu 9 trăm ngàn, bao phí ship nha. Cây này gốc tứ quý, hàng bonsai nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi, cây tiếp theo. Bên này luôn. Đây, mà anh chị mình coi nè. Này dẫu Thủ Đức già mùa anh chị khóc nhớt nè Thứ là cây mã số um, 3T nha không chú anh chị à, à. 3 Đó 3T nở bông Đi. vàng thật luôn thấy đó chú anh chị Quá à. Ý mà tại mưa gió sáng giờ mà chịu còn nổi cũng hay nha Nó nổi <laughs> Này ghép mấy mùa quá trời cái, cái này 7 mùa chú anh chị ạ à? Cái hoành nó có bo ghép được 15 nha chú anh chị à, Chị nhìn thấy nha à. Cổ của nó được 27 Cốt nó tiền không? Chụp cao là được tỷ mươi bảy tám là được bảy mươi ba rồi cái này em vô lưu giá là một triệu mốt em bao ship luôn chứ anh chị một triệu mốt đây chị mình thấy nè điền cốt rất là đẹp đúng không lúc nhất ở bông giờ nãy giờ cái <laughs> bông bự quá chừng luôn mà bự đo gì đó nó ship tiêu rồi bảy luôn nhưng mà nó đẹp già mùa gì bông gió mà nở vậy rồi, tiếp theo. Mã số... Mã số 4 hay số 5? 4T của chú anh chị à? Tiếp theo là mã số 4T. Cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương, cái này cái... Cái dặn cái nào đấy nó giữ không chứ anh chị. Cây lên sần sùi luôn ha. Mời anh chị mình xem chỉnh sửa ha. Thọ Hương, em còn có còn cây lớn này là em hết hàng cây lớn không chứ anh chị. Mời anh chị mình xem nút nụ. quanh của nó là được 35 đúng nha chú anh chị. Ừ, cây này đang vô chậu năm nha quý chú anh chị. Ừ, cái nồi đế. Cái cây này. Hôm nay cho nó hoành như. Hoành được 35 anh. 35. Ờ cúp ghép đó cốt ghép luôn nhỉ. Cái này già dữ lắm Cốt ghép là được uh, 13 nha quý chú anh chị. Ba. Để em trên cho anh chị xem cái mặt, mặt con gió ở trong nè. Ồi ôi. Cái này sữa lơ nhìn nhìn nhưng mà tảng đẹp không chú anh chị, chiều cao là mờ 1m05 nha quý chú anh chị. Qua tí cái nồi đế. Rồi, tái ngang được 1m10 luôn. Đây, mời anh nhìn xem cái nồi đế nè. Quá trời. Cái này... cái này già lắm rồi. Cái này em vô luôn với giá, giá là 6.8 chứ anh chị. 6.8. Bao ship của chú cô chú anh chị ở xa đóng chuyện gỗ nó cũng gỗ, gỗ cho em xin cọc trước nha cô chú anh chị còn hồi Việt Nam nếu như em giao xe thì em không xin cọc nha cô chú anh chị. Nó thấy phong tàn rất là đẹp luôn. Rồi, cây tiếp theo những mặt mà hàng này chơi bông là ghiền luôn già cây ha toàn toàn kính tiếp theo là cây mã số 5 t nha chú anh chị mã số năm t giả hoa đứt của chú anh chị trời cái này cũ tầng ẩm luôn còn có mấy cây nữa em lên cho cho hết dọn giường luôn <laughs> cái hoành thân của nó là được uh, mất bao ghép được mười bốn chú anh chị hoành ừ, cũ, cũ của nó được 24 chiều cao là được 70 mươi à, Đáng ngang là được 70 cái túi bự đó. Rồi, cái này còn còn khai thác được nữa nha anh chị. Nào Bộ... nhà ừ. À. à, cây mã số 5 t này em vô lưu với giá là à, 1 triệu mốt cô chú anh chị. 1 triệu mốt bao phí ship. Cô chú anh chị ở gần thì em để chậu em ship còn uh, sẵn chiếc xe em giao còn như ở xa là em uh, báo bầu nha chú anh chị. Rồi. Rồi, cái thứ là cây mã số 6 t nha chú anh chị. Đây là siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Đây, mời anh chị mình xem mặt hoa nè Gép gốc tứ quý này mưa nở cái bông còn đẹp ừ Chỉ là nở sáng giờ luôn mưa gió nắng quá trình cái bông cái này uh, ghép tết nay nó là được uh, hơn hai mùa nhưng chú chị cô chú chị coi cái chọc ghép của nó hay, nó bo ghép của nó, hay. nó, xem. nó muốn liền chú anh chị vô dây chỉnh sửa hoàn thiện hết nhưng uh, ghép và ghép ở trong uh, ghép trong thân thôi chú chị nên cô chú chị nhìn thấy này là đóng thân dạ đúng rồi móc bo ghép của nó tầm chín mùa trở lên đây, chú anh chị đây có cây tư quý này có hơi có bị lỗi chút xíu đây Đúng cái ghế này anh chị, nhưng mà, mà không sao ha, cái này đã xử lý xong, chú xong chị? hết rồi. Ôi, keo hết, bị hư rồi, bao luôn á. Quảnh thẳng này là được 39 đúng không chú anh chị? Ở cái nồi đế này sao đo? Nằm ừ. cái chậu, chậu mấy anh chị nha? Chậu, này... chậu 7, chậu 8, nhiều quá. Chậu này chậu 7 của chú anh chị à. Chậu 7 mà bít cái cái chậu luôn chị. Cái này dâu xe nha, chú anh chị. chiều cao cái này là được... 90 92. Chào 92. Cái ngang là được 1 bít 10. Đó, anh chị thấy tàn khủng ha. Siêu bông Sài Gòn già mùa lắm. Em có tư quý nữa ha. Cái mà số tên này em vô lưu với giá là à, 12 triệu nha cô chú anh chị. 12 triệu bao phí ship. Đây, mình chỉnh xem nồi đế nè. Chạy chạy ghê không? Quá trời cái nồi đế. Cái dàn thân nó đẹp hả anh? À. Đó cố Đúng. cành này để sửa mấy nước rồi anh chị rất là đẹp luôn ha rồi cái tiếp theo chị ơi. rồi ừ. tiếp theo là mã số 7 không chị bảy t anh. số 7 t cái này ghép giống gì chị Ngân cái này cúc không nhịn nha cúc không nhị nhịn này ghép cầu lâu mà xương quá thấy cây gì luôn. này chứ ghép được sáu mùa lúc mà ở ra à. giờ nên nút nụ hơn khỏi chơi luôn ghép nè, tự hơn cái cái của em À, anh chị thấy nút nụ mà cái này chậu nhỏ, cây nhỏ mà vô chậu quá tí bự. Để <laughs> chứ phong tàn Bình lớn quá. Không có đó là được 12 đúng nha chú anh chị. Cái tàn lớn quá trời lớn. Đó chị thấy phong tàn ghê chưa? Rồi chiều cao này là được uh, 93, 1 mét nhưng mà em tính 95 nha chú anh chị. Đâu cũng không tới đâu. Tán nghe là được 110 nha chú anh chị. À, đó. Quá tí phong tàn à. phim, 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 phim cái, cái này chậu đó. bự chứ tiền có nhiều nhiêu chú anh chị giao xe cái mún lỗ luôn cái này à. vô lưu với giá là một triệu tư nha chú anh chị một triệu à. tư khủng khiếp luôn cái hàng này là em uh, giao xe nha chú anh chị nên là um, cây này là em không có bó bầu ha em chỉ giao xe khu vực ra đồng nai đấu lại nha chú anh chị rồi tiếp rồi, đấy. mã số 8 t cũng là một cúc không nhị nha chú anh chị cút của chú không anh chị mà uh, được mua được một cặp này là sẵn xe giao em bớt nha chú anh chị một cặp thì sẵn chiến xe bớt luôn <laughs> đó mà cây này thân lắc lượng dáng lông nha anh chị đó, nút nụ Hành thân cái này là được 17 luôn anh chị. Cái này nó bị lỗi chút xíu nhưng ừ. mà nó không bị hư đúng nữa đúng anh chị. Liền. Cái này cái này ghép được cũng được 5 sáu mươi chứ Già lắm rồi. Chiều cao là được 98. Tráng ngang là được 79. Rồi, cái này em vô lưu giá là 1.200.000đ nha anh chị. 200.000đ anh nhìn coi là cái đế nè. Đó. Tân lắc lượng ha. Đế. Chạy Rồi, cái tiếp theo một số 10 T. Cúc hả Cái này ghép được uh, một năm mấy tuổi luôn chú anh chị. xem nút nè. Hoa thơm bông chùm. Bình thân là được 15 đúng không chú anh chị? Bình cũ là được uh, 24. Anh thấy cũ thì Chiều cao là được 79. Cánh ngang là được 82. Cái này em vô luôn cái giá là 900.000đ chú anh chị bao ship bỏ chậu nha chú anh chị bao ship bỏ chậu 900 ngàn mà cũng số 11T cũng là cúp thọ hương nha chú anh chị nè, cái, bông cái 1 hàng 1 này là hàng chơi tết nha chú anh chị nụ quá chừng luôn mà. Nụ, nở hoàng là 16. được 16 đúng chiều cao là được 1m05 8 ngang là được 79 cây 1T này em lưu lưu với giá là 8 tầm rưỡi nha chú anh chị cúc tỏ hương anh chị nhìn thấy để trả trả thấy. rồi cây tiếp theo rất là còn uh, mấy chục cây vậy anh chị chị nào yêu thích những cái dáng khác đây khác thì điện thoại cho chị Ngân ha. Đây này mình chị sẽ dài qua đây luôn quá đẹp luôn cúc tỏ hương. Thế. cái nổ nổ, kinh phụ Cái này dáng à, tàn nó không có được ấy cắt ra đi, sửa chứ nó lại lạ không? luôn. 12 t nha cô chú anh chị. Đây, nhìn thấy. Cúc họ hư nha cô chú anh chị, nhưng mà đế đẹp nha cô chú anh chị. Nở bông gió. Quá ừ. chừng luôn. Này nó tàn chứ thôi nó bông đẹp lắm. Đúng, bông sơn thơm phức. Hoành thân là được 21 đúng nha cô chú anh chị. Cái này có đế nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 64. Cái ba của nó là được uh, 90 Sáng ngang là được 64 Cái mã số 12T này em vô lưu với giá là uh, 1 triệu 200 000 nha cô chú anh chị thân Đọc thân lạ ha là... Bình thân á, em ẻo, ẻo. <laughs> Cái này nè Đây, mời xem Rồi, cái tiếp theo Đây, mời xem Rồi, mã số 13T nha cô chú anh chị Tàn đẹp ghê Cút họ hư nha cô chú anh chị Bình thân của nó được hư 4 tính 14 luôn bình cũ của nó là được 26 chiều sống nâu của nó là được 17 chiều cao là được 77 cái này Tháng ngang là được 83 cái này vô lưu giá là 600 ngàn bao ship cho chú anh chị để nôm mã số 13 rồi. 600 ngàn hả chị dạ đúng rồi, vậy rồi. mã số 13 cũng là mã số clip của em ha hôm nay thấy ổng chuẩn bị mua đó rồi nên không có quay được nhiều mã của chú anh chị à, hy vọng cô chú anh chị đã dành thời gian xem theo dõi hết clip nha chọn được cây ưng ý gì mình tự tay mình chăm mình chơi tết 2024 không của chú chị gọi xin chào cô chú, à, chú chị anh chị qua em à. có giới thiệu vườn mai của chị ngân ở xã vĩnh thành quay cho anh chị mình giao lưu quá thì cũng cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian theo dõi rất là nhiều ha thì rất mong chị xem và ủng hộ ở đây có cây cúc thoa hương nó nở bông bự cho bá lửa luôn chị mặt hàng này bên vườn chị ngân cũng còn được một số cây nữa thì các con chị xem giờ ủng hộ rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây cảm ơn chị đã bỏ thời gian theo dõi rất là nhiều em xin hẹn lại tiếp sau ạ